Đoạn video giới thiệu tiết lộ nhạc nền của hệ thống truyền động của Z06 mới khi chiếc xe trên đường từ Nürburgring đến Circuit de la Sarthe. Dựa trên âm thanh mà chúng ta nghe thấy trong video, Z06 thực sự sẽ được cung cấp năng lượng bởi một tay quay mặt phẳng V8 giống như một chiếc Ferrari, và nó có vẻ không giống với bất kỳ chiếc Corvette hợp pháp trên đường phố nào trong lịch sử. Động cơ có khả năng sẽ là 5,5 lít phẳng plain quay V8 mà quyền hạn của Chevrolet Corvette C8R xe đua. Trong C8R, động cơ tạo ra 500 mã lực và mô men xoắn, nhưng nó bị giới hạn bởi các quy định. Nó được kết hợp với một đường truyền tuần tự 6 tốc độ, không được làm việc trong chiếc xe đường phố Z06. Dự kiến động cơ sẽ sản sinh công suất khoảng 625 mã lực và mô men xoắn. Hộp số tự động 8 cấp hoặc ly hợp kép sẽ truyền lực tới bánh sau, và hộp số sàn sẽ không có trong bảng tùy chọn. Đường màu đỏ dự kiến là 9.000 vòng một phút, điều này sẽ làm cho âm thanh đó thậm chí còn say hơn. Mong đợi một tổng thể rộng rãi hơn với chắn bùn sau đục lỗ bao phủ lốp sau lớn 345mm. Lốp sau của C8 Corvette tiêu chuẩn có kích thước tối đa là 305mm. Các nguyên mẫu đã được phát hiện lốp thể thao 275mm phía trước và một số có lốp Michelin Sport Cup 2R dính. Các nội thất của Z06 được trêu chọc vào năm 2019 với một phác thảo gồm hai nút lớn màu đỏ trên vô lăng được đánh dấu Spec Mode và sợi carbon thay vì da trên một số bề mặt. Cụm đồng hồ đo kỹ thuật số trong bản phác thảo cũng cho thấy bố cục đường đua, có thể là một tính năng hiệu suất để sử dụng ở các đường đua khác nhau.